xin chào toàn thể các anh chị đang theo dõi kênh Nhà đất Đồng Nai của em Sinh Lê Hôm nay thì em Sinh sẽ đi review cho anh chị mình xem Một cái thửa đất vườn với tổng diện tích là 2.000m2 Vị trí này thì nó đã có sẵn là 100m thổ cư Trên đất của mình hiện tại thì có một số cây ăn trái đang cho thu hoạch Vị trí đất thì tỏa lạc ngay xã Sông Thao, huyện Tráng Bom, tỉnh Đồng Nai Đất của mình thì có kích thước cũng rất là đẹp nha anh chị Ngang bám mặt tiền đường phía trước này là được 27m5 và dài sâu vào á, thì cái cạnh bên này chạy sâu vào á, là 80m cái cạnh giáp với cái tường nhà hàng xóm chạy sâu vào á, là 75m hậu sau cái lô đất của mình cũng là 27m5 luôn vị trí này á, thì nó đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm và cái vị trí đất của mình thì nó cũng nằm rất là gần đường nhựa lớn nhé cách đường nhựa lớn là chỉ có đúng 500m thôi và đây là hướng đi ra đường nhựa lớn anh chị nhé à, khi mà anh chị mình đi ra đường nhựa lớn anh chị mình rẽ bên tay phải là hướng mà anh chị mình sẽ ra đường Tây Hòa 05, ra quốc lộ 1A là hết 5 km. À, khi mà anh chị mình ra quốc lộ 1A thì ngay đầu đường á, là nhà thờ Lộc Hòa, chợ Lộc Hòa nha anh chị. Và ở vị trí này thì nó cũng nằm rất là gần khu công nghiệp Bò Xéo nhé. Cách khu công nghiệp Bò Xéo á, thì nó chỉ hết tầm khoảng là 6 km thôi đó và khi anh chị mình ra đường nhựa lớn anh chị mình rẽ sang hướng bên tay trái là hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển xuống ngay chỗ khu dân cư ở dưới sông thao bảo hàm anh chị nhé đất của mình thì thuộc xã sông thao huyện tráng bom tỉnh đồng nai ha vị trí đất ở đây thì xung quanh hàng xóm cũng đã ở khá là đông nhưng mà người ta ở các cái vị trí lô đất của mình tầm khoảng hai ba trăm mét ngay cái đầu đường nhựa ở ngoài ha còn ở trong này thì hiện tại thì em xin thấy là xung quanh hàng xóm ở đây người ta chỉ có làm vườn và người ta làm trồng cây ăn trái như thế này thôi nha anh chị đó đây đất của mình thì đã được chủ người ta xây bao rào xung quanh toàn bộ là rào lưới b40 hết rồi nha anh chị đó. trên đất của mình thì có một số cây ăn trái ha và em xin quay em xin quan sát thì cái thế đất ở đây em xin thấy nó cũng tương đối khá là bằng phẳng anh chị nhé khá là bằng phẳng đó. Và đất của mình thì nó có đá nha anh chị Đặc trưng của đất sông Thao Và đất ở sông Chầu là sẽ có đá nhé Cái thế đất của mình thì nó tương đối là cao Cao hơn mặt tiền đường phía trước nhá và đất của mình là quay về hướng Tây nha anh chị Đó, này là quay về hướng Tây ha Đây, hàng xóm xung quanh thì Anh tới đây, anh ở nhà ở đây luôn Người ta chăn nuôi, người ta đang thả bò đi vào trong anh chị Đường trước nhà của mình thì vào khu dân cư một lốc ở trong nữa là hết ha Đó, đây, em xin vào trong, em xin quay chi tiết cái khu vườn cho anh chị mình theo dõi nhé Thì hiện tại trên đất của mình có một số cây ăn trái Ở đây thì em xin quan sát thấy là có cây mận này, cây xoài này, cây mít này và chuối, dừa Nói chung thì cũng đủ loại cây ăn trái luôn Vị trí đất thì nằm cũng gần đường nhựa lớn, gần quốc lộ 1A À, giao thông đi lại thì cũng thuận tiện đường đi vô á, thì toàn bộ là đường 5m đường xe hơi đường xe tải à, rất là thích hợp cho những anh chị cô chú nào mình mua về đây để mình an cư lạc nghiệp hoặc á, là mình mua về đây để mình à, để dành sau này á, có con cái hoặc là mình mua về đây mình làm nhà vườn cũng được ha cái à, bên cái lô đất của mình á, thì nhà hàng xóm người ta cũng tới đây người ta ở ha và hiện tại thì em xin thấy là người ta đang làm cái chuồng nuôi yến đấy chị nhá đó anh chị mình có nghe thấy cái tiếng yến không đến cái phần lai like cam em sinh bay trên cao thì anh chị mình sẽ dễ dàng quan sát hơn ha thì ở dưới thấp thì anh chị mình có thể là cây cối nó che lấp rồi anh chị mình sẽ khó quan sát à, cái chất đất ở đây thì em sinh thấy nó khá là tơi xốp nhá đây cái chất đất này á mà mình làm màu làm hoa màu mình trồng trọt thì cũng khá là tốt à, đất thì có đá thôi nhưng mà cái chất đất của nó thì rất là tốt anh chị nhé Thế đất của mình thì cao toàn bộ ở trong thì nó cũng chỉ vậy thôi nha anh chị. Đó, em xin. em sinh vào em xin quay cho anh chị mình quan sát được là ở cái thế đất của mình này, cái chất đất của mình này và cái vườn của mình thì thực tại nó như vậy ha. đó anh chị nào mà quan tâm đến cái khu vườn này thì cứ alo cho em sinh theo cái số điện thoại là 0985 747 863 em sinh sẽ dẫn anh chị mình đi xem thực tế nhé. dạ đây là cái hình ảnh video like cam ở trên cao của cái lô đất vườn mà hiện tại em sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé thì phía trước là tiếp giáp với đường bê tông, đường rộng 5m, toàn bộ là đường thông ha. Ở phía sau thì tới cái bờ danh này là hết rồi nha anh chị. Trên đất của mình thì hiện tại là chủ người ta trồng uh, chuối và xen kẽ một số cây ăn trái. Trong đó thì có xoài, mít và cây mận nha anh chị. Đó, đường của mình á, uh, là đường thông ha. Khi anh chị mình rẽ bên tay phải này, uh, đi vào trong thì một lốc dân cư ở trong nữa. Sau đó là mình cũng chạy ra bằng đường bê tông để chạy ra ngoài đường nhựa lớn ha. Còn phía bên tay phải cái lô đất của mình á Thì đây là cái nhà hàng xóm Người ta tới đây, người ta xây cái căn nhà vườn Người ta ở, sau đó là người ta nuôi yến luôn anh chị nhé Đó, em xin đang quay một vòng Xung quanh cái vị trí đất cho anh chị mình quan sát ha Khu vực ở đây á, thì dân cư Người ta cũng tới đây, người ta an cư lạc nghiệp rồi Nhưng mà chưa có được đông nha anh chị Chủ yếu là người dân ở đây người ta an cư lạc nghiệp từ xưa tới giờ Và ngoài ra thì có thêm một số hộ là người ta tới đây người ta làm nhà vườn ha từ vị trí đất của mình mà anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ trục đường nhựa lớn ở phía trước này thì nó chỉ hết tầm khoảng là 4 cho tới 500 m thôi, cũng khá là gần. Và khi mà anh chị mình di chuyển ra trục đường nhựa lớn, mình rẽ hướng bên tay phải thì đây cũng là hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển ra ngay chỗ quốc lộ 1A, ngay chỗ nhà thờ Lộc Hòa, chợ Lộc Hòa và khu công nghiệp Bào Xéo ha. Còn hướng bên tay trái là hướng mà anh chị mình sẽ di chuyển xuống dưới sông Thao Bào Hàm. Đó. Vị trí lô đất của mình thì giao thông đi lại khá là thuận tiện đất đất thì tương đối là tốt Thích hợp để làm hoa màu Làm vườn, làm cây ăn trái Cũng rất là thích hợp cho những anh chị nào Có nhu cầu mình mua về đây để mình xây nhà vườn Mình an cư lạc nghiệp ha Tại vị trí lô đất này mình đã có sẵn thổ cư rồi Cho nên anh chị mình xây dựng tự do thoải mái ha Đất thì đã có điện lưới quốc gia Internet vào tận nơi Giá thành đang giao bán 1,4 tỷ cho 1.000m2 cái giá này thì nó cũng hơi cao chứ nó cũng không phải là rẻ Nhưng mà so với cái lượng đất vườn mà có thổ cư thì nó cũng khá là hiếm Mà hàng hiếm thì lúc nào nó cũng cao Cho nên là mình cứ đi xem nếu mà mình cảm thấy ưng uh, ý Thì mình có thể gặp chủ mình thương lượng anh chị nhé Bây giờ thì em Sinh sẽ chia sẻ cho anh chị mình cái thông tin quy hoạch Và cái vị trí đất uh, trước khi mà anh chị mình xuống Mình đi xem thực tế nhé Đây là cái pha kế hoạch của cái lô đất vườn Mà em Sinh đang đi review cho anh chị mình xem nhé uh, Đất của mình thì thuộc tờ 9 thửa 412 với tổng diện tích là 2009 m2 nha anh chị. À, đã có sẵn là 100 m thổ cư, phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác. Trên file quy hoạch thì cái vị trí này nó đang quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Bám mặt tiền đường phía trước là đường giao thông nông thôn của nhà nước ha. Và trục đường này á, là trục đường thông à, và một lớp khu dân cư ở trong nữa. Sau đó là mình cũng chạy ra ngay chỗ trục đường nhỏ lớn ở đây ha. Đây, đây là đường nhỏ lớn anh chị nhé. Vị trí đất thì cách đường nhờ lớn là chỉ có tầm khoảng 4 cho tới 500 m thôi. Đất thì toàn bộ là đất sạch 100% anh chị nhé. Dạ ngay cái chỗ cái chấm đó là cái vị trí lô đất mà hiện tại em sinh đang đi review cho anh chị mình xem ha. Và em sinh đang đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất ra ngay chỗ trục đường nhờ lớn ở đây. Thì nó chỉ hết là 300 m thôi nha anh chị. Đó. Khi mà anh chị mình ra ngay chỗ trục đường nhờ lớn ở đây thì dân cư tập trung đông hơn và giao thông đi lại sẽ thuận tiện hơn toàn bộ là đường thông hết nhé và bây giờ thì em xin sẽ đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất anh chị mình uh, di chuyển ra ngay chỗ quốc lộ 1A nhé đây ra quốc lộ 1A thì mình sẽ di chuyển theo đường Tây Hòa 05 này mình ra nha anh chị Đó. từ vị trí đất của mình ra quốc lộ 1A là 4,9 km nha anh chị khi mà anh chị mình di chuyển ra ngay chỗ quốc lộ 1 a ở đây á, thì tiện ích sống xung quanh chợ, chợ trường là đầy đủ ha ngay đầu đường á, thì có nhà thờ lộc hòa này cái à, bên á, thì có chợ lộc hòa này và siêu thị bách hóa xanh cũng ở ngay đầu đường luôn à, cửa hàng tạp hóa rồi quán ăn quán nước đầy đủ anh chị nhé trường học các cấp á, thì ngay trên cái trục đường của mình là cũng tương đối đầy đủ ha trên cái trục đường ra thì ở đây là trường tiểu học nguyễn tri phương cái bên là, là trạm y tế xã tây hòa và trường cấp 2 ấy, thì nó nằm ngay khúc này luôn anh chị nhé. Đây, nhà sách đầy đủ ha. Đây là trường cấp 2 nha anh chị. Đó, rất là gần cái vị trí đất của mình. Chỉ có 5 km thôi là tiện ích sống tương đối là đầy đủ. Và ra khu công nghiệp bò xéo ở đây ấy, thì nó hết tầm khoảng là 6 km nha anh chị. À, khu công nghiệp bò xéo đây là một trong những cái khu công nghiệp mà lớn nhất của huyện Tràng Bom nha anh chị tạo ra rất là nhiều công an việc làm cho người lao động ở khu vực địa phương và những cái khu vực ở lân cận uh, tới đây để sinh sống và làm việc anh chị nhé. Bây giờ thì em sinh sẽ uh, đo cho anh chị mình cái khoảng cách từ vị trí đất mà anh chị mình di chuyển lên những cái thành phố lớn nhé. Em sinh đo lên trên thành phố Biên Hòa, điểm đến là công viên 30 tháng 4 thì nó hết là 23 km nha anh chị. Thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng là uh, gần một tiếng đồng hồ thôi cũng khá là gần mình di chuyển theo hướng quốc lộ 1A mình xuống nha anh chị đó. một cái khoảng cách nữa em xin sẽ đo cho anh chị mình đó là thành phố Hồ Chí Minh ngay điểm đến là công viên à, văn hóa suy tiên thì nó hết là 37 km nhé thời gian mình di chuyển thì tầm khoảng một tiếng đồng hồ thôi anh chị nào ở xa ở cuối thành phố thì nó hết tầm khoảng là tiếng rưỡi hai tiếng đồng hồ nhé mình di chuyển theo hướng quốc lộ 1A mình xuống tới đường Tây Hòa 05 thì mình dễ trái vào ha, mình cứ dễ trái vào mình chạy một mạch là tới rồi vị trí lô đất của mình thì cũng rất là dễ tìm đó anh chị nào mà quan tâm tới cái lô đất vườn này muốn mua về đây để an cư lập nghiệp để làm nhà vườn để nghỉ dưỡng để đầu tư thì cứ liên hệ trực tiếp với em sinh để mình đi xem thực tế nhé à, video của em sinh tới đây là hết rồi em sinh xin chân thành cảm ơn các anh chị đã quan tâm và theo dõi hết video em sinh xin chào ạ